Thưa quý vị, thưa các bạn, Liên minh châu Âu EU là khu vực có kinh tế thịnh vượng, GDP chiếm khoảng 23% GDP của thế giới. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực này lên tới gần 41.000 đô la Mỹ một năm. Với quy mô dung lượng thị trường lớn, EU đã và đang trở thành khu vực có nhu cầu nhập khẩu rất nhiều hàng hóa từ khắp các nước trên thế giới. Trong đó, mặt hàng nông sản của Việt Nam có tiềm năng tiêu thụ tại khu vực này. Sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU không ngừng phát triển. Thương mại song phương luôn duy trì mức tăng trưởng trung bình hàng năm trên 12%. Riêng trong lĩnh vực nông sản, năm 2018, Việt Nam xuất khẩu sang EU đạt kim ngạch gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với năm 2017. Mặc dù thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong xuất khẩu hàng nông sản vào thị trường EU, nhưng đi cùng với đó là rất nhiều thách thức và khó khăn, bởi bên cạnh những rào cản cạnh tranh từ quá trình hội nhập, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã có hiệu lực ngay từ tháng 1 năm 2019. Các doanh nghiệp còn phải đối diện với những thách thức nội tại như năng lực chế biến chuyên sâu, chưa đẩy mạnh phát triển mạnh thương hiệu. Vì vậy, xuất khẩu hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam dù nhiều về số lượng, nhưng giá trị kim ngạch chưa tương xứng và lợi nhuận xuất khẩu phải chia sẻ qua nhiều khâu trung gian. Thời gian qua thì có không ít lô hàng nông sản thực phẩm Việt Nam xuất khẩu vào EU đã bị trả về do không đáp ứng được điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu. Thị trường có những quy định rất nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam ngay từ bây giờ hãy đầu tư lớn hơn, làm nông nghiệp bài bản hơn để có sản phẩm sạch. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, với nhiều hiệp định thương mại tự do FTA đã ký kết, trong đó Hiệp định CPTPP đó có hiệu lực về Hiệp định EVFTA chuẩn bị được thông qua là cơ hội lớn để các doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường EU bằng nâng cao chất lượng, hạ giá thành và xây dựng thương hiệu. Từ 2015, chúng tôi đã thành lập chuỗi 5 nhà trong 7. Thứ nhất là cơ quan nhà nước hỗ trợ cho công ty vùng nguyên liệu và những cái chỉ đạo sản xuất. Việc thứ hai là cơ hội đồng khoa học Bảo Minh có 9 giáo sư tiến sĩ đầu ngành trong toàn quốc với vai trò của nhà khoa học giúp đỡ cho nông dân và doanh nghiệp. Việc thứ ba là nhà tổ chức sản xuất là công ty Bảo Minh. Thứ tư là nông dân và chủ nhiệm tác xã. Và thứ năm là người tiêu dùng. Chúng tôi đã có những cái chiến lược từ 2015 đến 2018 để dọn sạch vùng đất. Và hiện giờ chúng tôi đã quy hoạch vùng để đến 2020 là ra được tiêu chuẩn gạo xuất khẩu theo yêu cầu của EU. Với EVFTA chuẩn bị được thông qua, thì một số mặt hàng sẽ có thuế suất giảm sâu. Đây là cơ hội quý đối với doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động tái cơ cấu để nâng cao sức cạnh tranh. Và bên cạnh xuất khẩu nông sản thô, thì các doanh nghiệp cần đầu tư chế biến nâng cao giá trị hàng hóa gắn với phát triển bền vững. Theo lãnh đạo vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ, Bộ Công Thương, hiện nay nông sản Việt xuất khẩu sang EU đang bị đánh thuế 14%. Nhưng thời gian tới, khi các hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã có hiệu lực, thì nhiều dòng thuế nông sản sẽ về 0%. Đây sẽ là cơ hội tốt đối với doanh nghiệp Việt trong việc chinh phục thị trường khó tính này. Làm việc với cả thị trường EU thì cần phải tiếp cận một cách chuyên nghiệp. Một cách chuyên nghiệp tức là cần phải nghiên cứu thị trường rất rõ đối với mỗi sản phẩm thì có những cái tiêu chuẩn khác nhau. Và chúng ta không nên coi những cái tiêu chuẩn đó là hàng rào kỹ thuật. Đấy là những cái tiêu chuẩn cơ bản để đáp ứng cái yêu cầu về bảo vệ người tiêu dùng ở EU. Và một khi chúng ta đã nhận thức được cái việc đó và thay đổi cái phương pháp sản xuất để đáp ứng được những cái tiêu chuẩn quốc tế thì việc vào thị trường chắc là sẽ không khó. Hiện số lượng các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản vào thị trường EU còn khiêm tốn, chỉ khoảng 600 doanh nghiệp với quy mô xuất khẩu hạn chế. Do đó, ngay từ bây giờ, các doanh nghiệp phải mạnh dạn vượt qua lo ngại những rào cản về kỹ thuật, chi phí thủ tục hành chính, nhanh chóng xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam, đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng về đặc điểm thị trường để có hướng đi phù hợp. Phải tạo sự khác biệt cho sản phẩm, đưa công nghệ vào sản xuất để nâng cao giá trị hàng hóa, thúc đẩy phát triển sản phẩm gắn với phát triển bền vững bảo vệ môi trường thì mới đạt được mục tiêu mà chính phủ đã đề ra.